Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, bác sĩ Dostoevsky đang rất lo lắng cho gia đình bởi khá lâu rồi không nhận được lá thư nào của vợ là Tonia. Anh đang định trở về Moscow một chuyến thì bất ngờ nhận được thư của gia đình. Trong thư, Tonia ngoài báo tin cho anh sự ra đời bình an của bé Masha thì còn viết rằng ba mẹ con cô đã bị trục xuất ra khỏi nước Nga vì có liên quan tới triết gia Linh Mục Nikolai là cậu của anh. Tonia mong muốn rằng trong lúc khó khăn này, nếu có Zivago bên cạnh, thì sẽ là điểm tựa vững chắc cho cả nhà. Theo dự kiến thì ba mẹ con Tonia sẽ tới Paris, nơi mà Zivago đã sống ở đấy hồi bé. Bên cạnh đó, cô ấy còn gửi lời cảm ơn tới Lara vì trong lúc cô sinh bé Masha, Lara luôn ở bên để động viên và chăm sóc. Trong khi ấy, luật sư Komarovsky, người từng chiếm đoạt Lara và luôn bị Zivago nghi ngờ rằng chính ông cũng có dính líu đến cái chết của cha mình lại tình cờ xuất hiện ở nhà Lara. Komarovsky khuyên Zivago nên trốn sang nước ngoài để đoàn tụ với gia đình. Còn về Lara và bé Satena sẽ được anh chăm sóc cẩn thận. Bởi nếu ở đây thì cả Lara và Zivago sẽ bị bắt bất cứ lúc nào. Liệu rằng Zivago và Lara có nghe theo lời khuyên của Komarovsky không? Bây giờ qua giọng đọc minh Nguyệt mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiểu thuyết. Bác sĩ Sivago của nhà văn Nga Boris Paternak qua bản dịch của Lê Khánh Trường. thần của anh Bao đêm rồi em không ngủ Cũng chả chịu ăn uống gì cả Suốt ngày cứ ngơ ngẩn những người mất hồn thế Và lúc nào cũng nghĩ ngợi triền biên Cái gì ám ảnh em Không nên lo nghĩ nhiều như thế em ạ Anh chàng y rốt các cổng bệnh viện Lại lai vãng đến đây Anh ta đang có chuyện tình tự với chị thợ giặt ở dưới nhà Anh ta mới tạt qua an ủi em Và tiết lộ một bí mật Mà anh ta bảo là khủng khiếp Ông nhà cô không thoát khỏi cảnh tù tội đâu chỉ ngày một ngày hai nữa thôi Người ta sẽ đến bắt ông ấy Kế đó là sẽ đến lượt cô Tội nghiệp Anh nghe tin đó ở đâu vậy y Tin chắc chắn đấy cô ơi Anh ta nói Tin từ ban dư hành thành phố Lan Sa Chắc anh đoán được y muốn nói tới ban chấp hành thành phố Nhưng bị trật đi Cả hai cùng cười Anh ta nói đúng Sự nguy hiểm đang ở sát nách chúng mình Phải trốn biệt ngay Vấn đề chỉ là trốn đi đâu Không thể tính chuyện bỏ về Moscow được Việc đó đòi hỏi sự chuẩn bị quá phiền phức Khiến người ta để ý Phải chuồn thật êm để không một ai hay biết Lara ơi Có lẽ ta quay lại ý định ban đầu của em Ta cần trốn biệt tích một thời gian Tại đến Varukino Độ hai tuần hoặc một tháng Cảm ơn Cảm ơn anh yêu quý Ôi em sung sướng quá Em hiểu toàn bộ tâm tư của anh phải phản đối quyết định ấy như thế nào nhưng ta sẽ không nhắc đến nhà cũ của anh sống trong ngôi nhà ấy đối với anh quả thực là không chịu nổi nào là quang cảnh các căn phòng trống vắng nào là những ý nghĩ tự trách thầm những so sánh với dĩ vãng lẽ nào em không hiểu ai nỡ xây dựng hạnh phúc trên nỗi đau khổ của kẻ khác giày xéo lên những gì người khác coi là thân thiết và thiêng liêng chả đời nào em dám nhận ở anh một sự hy sinh như thế nhưng vấn đề là ở điểm khác kia nhà cũ của anh bị hư nát đến mức không thể sửa sang để ở được nữa em có ý nhắm vào dãy nhà mà gia đình mekulisin bỏ lại cơ tất cả những cái đó là sự thật cảm ơn sự tế nhị chu đáo của em nhưng hượm đã em anh định hỏi em điều mà cứ quên hoài komorosky hiện ở đâu hắn còn ở lại thành phố hay đã đi rồi từ sau lần anh cãi nhau với hắn và tống cổ hắn xuống cầu thang thì anh không nghe nói gì về hắn nữa Em cũng không biết Mặc xác hắn Anh để tâm đến hắn làm gì Anh cứ nghĩ rằng Mỗi đứa chúng mình nên có thái độ khác nhau Trước lời đề nghị của hắn Hoàn cảnh của anh và em không giống nhau Em còn phải nuôi dạy Katenka Cho dù em có ý định từ bỏ cõi đời cùng với anh Em cũng không có quyền làm như vậy Nhưng chúng ta hãy bàn về Farukino Hiển nhiên Bỏ đến cư ngụ ở cái xó heo hút hoang tàn ấy giữa mùa đông khắc nghiệt, không lương thực dự phòng. Kiệt lực vô hy vọng là việc làm hết sức điên rồ. Nhưng em yêu ơi, thì ta cứ điên đi nếu ta chả còn biết làm gì ngoài việc nổi điên. Ta đành hạ mình một lần nữa, hỏi mượn Sam tốt một con ngựa, rồi hỏi vay của anh ta, hoặc thậm chí của đám đầu cơ buôn lậu dưới quyền anh ta một ít bột mì và khoai mà không có gì bảo đảm cả. Ta sẽ thuyết phục anh ta đừng đến đòi ngựa đã cho ta mượn ngay tức thời, mãi thư thả, đợi đến lúc nào anh ta không thể thiếu con ngựa ta sẽ sống riêng biệt ít lâu ta đi thôi em ạ à. ta sẽ chặt và đốt mỗi tuần một số củi mà người nội trợ đảm đang hơn đủ dùng trong cả năm và một lần nữa anh xin lỗi em về sự lúng túng trong lời lẽ của anh thực ra anh không muốn nói với em những câu hăng hái ngớ ngẩn như thế nhưng ta quả không còn cách lựa chọn nào khác nói gì thì nói rõ ràng là cái chết đang gõ cửa nhà ta ngày giờ của ta đúng là chẳng còn bao nhiêu ta hãy tận dụng những ngày giờ ấy ta sẽ tiễn đưa cuộc sống sẽ gặp nhau lần cuối cùng trước giờ biệt ly ta sẽ vĩnh biệt hết thảy những gì thân thiết với ta vĩnh biệt các quan niệm quen thuộc của ta vĩnh biệt những gì ta hàng mơ ước được sống và những gì lương tâm dạy ta vĩnh biệt các hy vọng vĩnh biệt nhau một lần nữa ta sẽ nói với nhau những lời bao la và êm đềm như thái bình dương không phải tình cờ mà em có ở đây. Cuối cuộc đời anh, thiên thần bí ẩn của anh, dưới bầu trời các cuộc chiến tranh và nổi dậy, em đã từng hiện ra ở đầu cuộc đời anh hệt như thế, dưới bầu trời thanh bình của tuổi thơ. Tối hôm ấy, trong bộ đồng phục nữ sinh trung học màu cà phê, trong bóng tranh tối tranh sáng, sau tầm vách ngăn của căn phòng khách sạn, em hoàn toàn giống như em bây giờ và cũng đẹp mê hồn như thế sau này nhiều lần trong đời anh thường tự định nghĩa đặt tên cho cái ánh sáng quyến rũ mà em đã dọi vào anh hôm ấy cho cái tia sáng mờ dần và cái âm thanh lắng dịu đã từng buổi hôm ấy thấm vào toàn bộ con người anh hòa tan trong đó và trở thành chìa khóa mở được hết thảy các cánh cửa trên đời nhờ có em khi hình bóng em trong bộ đồng phục nữ sinh hiện ra khỏi bóng tối góc phòng thì anh, một thiếu niên chưa biết gì về em, đã hiểu bằng toàn bộ sự đau đớn của sức mạnh, đáp lại em. Rằng cô thiếu nữ mảnh khảnh yếu ớt kia chứa toàn bộ nữ tính của Trần Gian như nàng được tích đầy điện. Nếu tới gần nàng hoặc chạm ngón tay vào người nàng, tia lửa điện sẽ phóng ra, dọi sáng căn phòng hoặc sẽ giết người ta chết đứng tại chỗ hoặc truyền sang nỗi buồn ai oán mà sức hút mạnh mẽ như có tử tính suốt cả cuộc đời nước mắt lạc lõng dâng ngập đời anh toàn bộ hồn anh phát quang và khóc anh xót xa vô hạn cho mình một thiếu niên và cho em một thiếu nữ toàn thân anh ngạc nhiên tự hỏi nếu yêu và hấp thụ dòng điện đã đau đớn như thế thì làm phụ nữ làm dòng điện truyền tình yêu chắc còn đau đớn hơn nữa đấy cuối cùng thì anh cũng đã nói ra được điều đó điều đó có thể làm anh phát điên lên được và toàn bộ tình cảm của anh nằm trong đó lara nằm sát mép giường để nguyên cả sống áo vẻ mệt mỏi nàng nằm co người và dùng tấm khăn vuông đắp lên mình zhivago ngồi trên một cái ghế ở bên cạnh nói khe khẽ với những quãng nghỉ lâu lâu đôi lúc lara chống khuỷu tay nhổm dậy tựa cầm trên một bàn tay hé miệng nhìn zhivago có lúc nàng nép đầu vào vai chàng, lặng lẽ khóc vì sung sướng mà không biết mình đang khóc. Cuối cùng, nàng vươn người về phía chàng, ôm lấy chàng và thì thầm sung sướng. Yuri, Yuri yêu dấu, anh thông minh quá, anh biết hết, anh đoán được hết. Anh là thành lũy của em, là nơi nương thân, là sự khẳng định của em. Xin Chúa tha cho em tội phạm thượng. Ôi, em hạnh phúc xiết bao. Ta hãy ra đi, ra đi thôi anh yêu đến đấy em sẽ nói cho anh biết điều em đang lo nghĩ chàng cho rằng nàng nói bóng gió đến chuyện có thai là điều do nàng tưởng tượng nên chàng đáp anh biết họ rời thành phố vào một buổi sáng mùa đông u ám một ngày bình thường trên các đường phố người ta đi làm công việc của mình zhivago và lara chạm mặt nhiều người quen ở các ngã ba ngã tư gồ ghề cạnh các máy nước công cộng cũ kỹ những người đàn bà nhà không có giếng đang đứng nối đuôi nhau chờ đến lượt lấy nước thùng và đòn cánh để trên mặt đất bên cạnh họ Dì và cô gò con ngựa Sabraska mượn của top một con ngựa giống Vietri lông quan màu vàng như khói chàng điều khiển ngựa cẩn thận vòng tránh các đám đông những bà đội trợ chiếc xe đang đà lao nhanh thỉnh thoảng lại trượt khỏi mặt đường. Có các vũng nước đóng băng, leo lên vỉa hè, thành xe va cào vào các trụ đèn và các cột mốc. Giữa lúc phóng nhanh như bay, họ vượt qua trước mặt Sam Deviatop đang đi bộ dưới phố. Họ không ngoảnh lại xem ông ta có nhận ra họ và con ngựa của ông ta hay không, hoặc có nói với theo câu gì hay không. Ở một chỗ khác, họ lướt qua mặt Komarovsky cũng theo kiểu như thế và tự nhủ rằng như vậy là hắn vẫn còn ở Uratin. từ vỉa hè bên kia galina lớn tiếng nói qua đường thế mà người ta bảo các bạn đi từ hôm qua rồi như vậy còn tin họ làm sao được nữa đi kiếm khoai phải không chị ta giơ tay làm hiệu không nghe thấy câu trả lời rồi vẫy vẫy theo để từ biệt họ cố kìm xe lại khi trông thấy serafima nhưng họ đang ở trên một ngọn gò một chỗ bất tiện rất khó dừng xe lại con ngựa thì phi nhanh cứ luôn luôn phải kéo căng dây cương để gò bớt nó lại seraphima chùm từ đầu xuống chân đến hai ba chiếc khăn khiến thân hình chị ta thẳng đuỗn như một khúc gỗ tròn bằng những bước đi cứng nhắc thẳng chân chị ta tới gần chiếc xe ở giữa mặt đường để từ giã và chúc họ thượng lộ bình an bác sĩ Zivago, bao giờ hai bạn trở về đây chúng ta sẽ có chuyện để nói đấy cuối cùng họ ra khỏi thành phố Tuy Zivago từng đi nhiều lần trên con đường này vào mùa đông, nhưng chàng chủ yếu nhớ dáng vẻ mùa hè của nó, nên bây giờ không nhận ra nó. Các bào thực phẩm và số hành lý khác đã được họ nhét sâu xuống lớp cỏ khô ở đầu xe và được chẳng buộc chắc chắn. Zivago điều khiển xe, lúc thì quỳ xuống sàn xe không mui, lúc thì ngồi trên thành xe buông thẳng đôi chân đi ủng dạ mượn của Sam Devia top ra phía ngoài xế chiều khi ánh sáng mờ ảo của mùa đông khiến người ta lầm tưởng rằng ngày sắp tàn, mặc dù còn lâu mặt trời mới lặn. Zivago bắt đầu ra soi quất con ngựa raska không chút thương hại. Con ngựa phóng đi như một mũi tên. Lòng xe cứ dập dành lên xuống khi gặp chỗ mấp mô trên đường, y như con thuyền gặp cơn sông tố. Lara và Katenka đều mặc áo lông nên khó cựa quậy. Những lúc xe bị nghiêng hoặc vấp ổ gà hai mẹ con lại kêu rú lên, cười như nắc nẻ vì bị lăn từ thành xe bên này sang một bên, hất hai mẹ con Lara xuống đống tuyết mà không hại gì cho họ. Bản thân chàng nắm chặt dây cương để bị kéo lê trên mặt đường một đoạn rồi mới ghim cho Sapraska lại. Đứng dậy, dựng cái xe hẳn hoi như cũ, nhận những lời trách móc kịch liệt của hai mẹ con Lara lúc ấy đang rũ tuyết leo lên xe, cười ngất và làm mặt giận anh sẽ chỉ cho hai mẹ con em chỗ anh bị du kích chặn bắt zhivago hứa khi họ đã đi khá xa thành phố nhưng chàng không thể thực hiện được lời hứa vì cảnh trơ trụi của khu rừng mùa đông sự im lìm chết chóc và chống trải bốn phía đã thay đổi khung cảnh tới mức không thể nhận ra kia rồi lát sau chàng kêu lên vì tưởng lầm cái bảng quảng cáo moro và vachinkin thứ nhất đứng ở giữa cánh đồng là cái bảng thứ hai ở trong rừng nơi chàng bị chặn bắt khi họ phóng ngang qua cái bảng thứ hai, vẫn ở chỗ cũ, ven cánh rừng rậm, cạnh ngã ba đường đi Samka, thì chàng không nhận ra nó qua tấm lưới băng giá dày đặc, lấp loáng, lóa loá cả mắt, khiến khu rừng như một chiếc mảnh có hai màu, bạc và đen. Xe lao như bay vào khu trại Varukino lúc trời còn sáng và dừng lại cạnh ngôi nhà cũ của Zivago, vì đây là ngôi nhà đầu tiên trên đường, gần hơn dãy nhà của Mekulisin họ lao vào nhà vội vã như kẻ cướp vì trời sắp tối trong nhà cũng đã tối trong lúc vội vã zhivago không nhận thấy một nửa khung cảnh đổ nát và rác rưởi bẩn thỉu một phần đồ đạc quen thuộc vẫn còn nguyên varkino hoang vắng chả còn ai để tàn phá nốt những gì còn sót lại zhivago không tìm được tài sản gì của gia đình chàng đâu có mặt lúc gia đình rút lui nên không thể biết họ đã mang theo hoặc để lại thứ gì lúc ấy là ra dục phải nhanh lên đêm sắp xuống rồi anh ạ không còn thời gian để suy nghĩ nữa nếu định ở đây thì phải cho ngựa vào gian kho mang thực phẩm vào phòng ngoài còn chúng mình thì vào buồng này nhưng em phản đối giải pháp này chúng mình đã bàn đầy đủ về chuyện này rồi sẽ không thoải mái cho anh nghĩa là cho cả em nữa chỗ này là gì phòng ngủ cũ của anh chăng không phải đây là phòng của trẻ con có cái giường nhỏ của con trai anh không vừa cho Katenka, được cái là các cửa sổ còn nguyên, tường và trần chưa bị nứt nẻ. Ngoài ra còn thêm cái lò sưởi tuyệt vời. Lần trước ở đây em rất mê nó. Nên nếu anh khăng khăng ở lại đây, mặc dù em không muốn thế, thì em sẽ cởi áo lông ra và bắt tay dọn dẹp ngay. Việc trước tiên là phải đốt lò. Đốt lò, đốt lò. Lò phải nóng âm ỉ suốt ngày đêm. Nhưng anh làm sao vậy anh yêu? Sao anh không trả lời gì cả? Không sao, xong rồi xin lỗi em không có gì à em này đúng là ta nên đến xem nhà của mekulisun thì hơn thế là họ đi tiếp nhà của gia đình mekulisun được khóa bằng một ổ khóa treo móc vào chốt cửa zhivago tốn nhiều thì giờ lay giật khóa và cuối cùng đã giật tung nó ra cùng hai cái đinh khuy và một mảnh gỗ ở nhà này cũng vậy họ vội vã sộc vào trong đi sâu vào các phòng không kịp cởi áo lông bỏ mũ và tháo ủng điều đập ngay vào mắt họ là vẻ trật tự ngăn nắp của các vật dụng ở một vài chỗ trong nhà chẳng hạn trong phòng làm việc của miculison con người mới sống ở đây vừa mới đây thôi nhưng người ấy là ai nhỉ nếu đó là vợ chồng miculison hoặc một người trong số họ thì họ lánh đi đâu và tại sao cửa ngoài lại không dùng ổ khóa ngầm mà lại dùng khóa treo hơn nữa nếu đó là chủ nhà và họ ở đây thường xuyên lâu lâu thì toàn bộ dãy nhà được dọn dẹp ngăn nắp, chứ không chỉ một vài chỗ như thế này. Có một cái gì mách với hai người vào trộm nhà, rằng đó không phải là người của gia đình Mikulison. Trong trường hợp ấy, kẻ đó là ai? Zhivago và Lara chả lo ngại về điều bí ẩn ấy, chả hơi đâu nhức đầu nhức óc tìm hiểu điều ấy. Thời này, thiếu gì các ngôi nhà bị bỏ hoang, đồ đạc bị cuỗm đi đến già quá nửa. Thiếu gì, người bị truy nã phải tìm trốn lẩn tránh. Cả hai quả quyết với nhau. Chắc đây là một sĩ quan bạch vệ nào đó bị truy nã. Nếu hắn tới, ta sẽ thu xếp sống chung yên ổn với hắn. Và một lần nữa, cũng như ngày trước, Zivago đứng sững trên ngưỡng cửa phòng làm việc, ngắm cái lòng rộng thanh thang của căn phòng, ngạc nhiên trước cái bàn giấy rộng và tiện lợi kê cạnh cửa sổ. Một lần nữa, chàng lại tự nhủ, rằng một tiện nghi chính đáng như vậy sẽ gợi ý và chắc chắn sẽ khích lệ người ta làm việc một cách kiên trì hữu hiệu trong số các căn nhà phụ ở ngoài sân có một chuồng ngựa xây sát vách gian kho nhưng chuồng ngựa bị đóng chốt kỹ nên zhivago chưa biết nó ở trong tình trạng nào để khỏi tốn thời gian chàng quyết định đêm đầu tiên hãy cứ buộc con ngựa trong gian kho không có khóa dễ dàng đóng mở cửa chàng tháo ngựa ra khỏi xe và lúc nó đã ráo mồ hôi, chàng cho nó uống nước mà chàng vừa kéo lên từ dưới giếng. Zivago định lấy cỏ khô ở sảm xe cho ngựa ăn, nhưng dưới sức nặng của ba hành khách, cỏ đã bị nghiền nát thành từng cọng vụn, không cho ngựa ăn được nữa. May thay, trên cái gác rộng của gian kho ở các góc và chùa ngựa, chàng thấy có đủ cỏ khô ở ven chân tường. Họ để nguyên sống áo nằm xuống, dùng áo lông đắp người ngủ một giấc say sưa ngon lành, thoải mái như những đứa trẻ sau cả một ngày chạy nhảy nô đùa. Sáng hôm sau, từ lúc họ trở dậy, Zivago cứ chốc chốc lại ngó về phía cái bàn đầy sức quyến rũ kê cạnh cửa sổ. Tay chàng ngứa ngáy, chàng chỉ muốn ngồi viết, nhưng chàng để dành cái quyền ấy cho mình đến buổi tối khi hai mẹ con Lara đã đi ngủ. Còn từ giờ đến lúc ấy, phải dọn dẹp ít nhất hai căn phòng cho tử tế, có khối việc cần làm khi mơ ước đến các buổi làm việc ban đêm, chàng không tự đặt ra những mục đích quan trọng. chẳng qua là chàng thích cầm bút viết lách vậy thôi. chàng muốn nguệch ngoạc vài dòng. những buổi đầu, chàng chỉ cần nhớ lại và ghi xếp một số bài cũ mà chàng chưa viết ra giấy để đánh thức những năng khiếu trì trệ và có phần tê liệt vì không hoạt động bấy lâu nay. sau đó, chàng hy vọng nếu chàng và Lara được ở đây lâu hơn và có đủ thời gian chàng sẽ bắt tay viết một cái gì mới mẻ và quan trọng anh ơi anh có bận không anh đang làm gì đấy anh đang đốt lò và đốt lò sao cơ em cần một cái chậu nếu cứ đốt lò theo kiểu này thì không đủ củi cho ba ngày em ạ phải sang xem lại gian kho cũ của nhà anh xem đằng ấy còn củi không nếu còn kha khá anh sẽ chở vài chuyến về đây anh sẽ lo việc ấy ngày mai em cần một cái chậu Quái lạ, anh đã thấy nó ở đâu rồi thì phải, nhưng bây giờ không tài nào nhớ ra nổi. Em cũng vậy, em cũng thoáng thấy nó ở đâu rồi, nhưng quên biến đi mất, chắc không phải chỗ để của nó nên mới để quên như thế. Thôi, kệ nó. Anh ơi, em đun nhiều nước để làm vệ sinh nhà cửa, phần còn lại em sẽ giặt quần áo của em và Katenka. Tiện thể, anh quẳng tất cả số quần áo bẩn của anh ra đây. Tối nay, khi ta dọn dẹp xong xuôi và chủ tính rõ những việc gì cần làm trong vài ngày tới, cả nhà sẽ tắm rửa trước khi đi ngủ. Để anh thu dọn quần áo bẩn, cảm ơn em. Các tủ đứng và những thứ đồ đạc nặng anh đã kéo ra xa tường như em yêu cầu rồi. Hay lắm, không có chậu giặt, em sẽ rũ quần áo trong chậu rửa bát vậy. Chỉ tội nó nhờn quá, phải cọ thành chậu hết mỡ đã. Lúc chiều lò cháy đều, anh sẽ đậy nắp lò và trở lại thu dọn các ngăn kéo còn lại. Ngăn kéo nào cũng tìm được vận dụng mới lạ. xà phòng, diêm, bút chì, giấy mực, dụng cụ văn phòng. Và ở những chỗ sờ sờ trước mắt cũng có khối đồ vật bất ngờ như thế. Chẳng hạn có cái đèn đổ đầy dầu hỏa trên bàn. Những thứ ấy không phải của gia đình Mikulison. Anh biết mà, chúng được đưa từ nơi khác đến. Thực là một sự may mắn lạ lùng. Chắc của kẻ ẩn cư bí mật kia thôi y như trong chuyện của Wiener vậy. Thôi chết, em tệ quá, cứ đứng tán hưu tán vượn trong khi thùng nước sôi tràn cả ra. Hai người tất tải chạy đi chạy lại trong các phòng, tay sách nách mang, chốc chốc lại va vào nhau hoặc đụng phải Katenka đang đứng loay hoay giữa lối đi hay luẩn quần dưới chân họ. Con bé cứ loanh quanh hết góc này đến góc khác, cản trở việc thu dọn của người lớn và hờn rỗi khi bị la mắng. Nó run rẩy và suýt xoa vì lạnh. Tội nghiệp cho bọn trẻ con ngày nay, những nạn nhân của lối sống lang thang nay đây mai đó như dân di gan, những bạn đồng hành nhẫn nhục trong cuộc đầy đọa của người lớn. Zhivago nghĩ thầm, xong chàng chỉ bảo con bé. Xin lỗi cháu, bé ngoan của bác, chả có gì phải co do suýt xoa như vậy, chỉ giỏi giả vờ và làm bộ làm tịch thôi. Lò sưởi đỏ rực thế kia cơ mà. Lò sưởi có thể ấm nhưng cháu thì rét. Vậy thì cháu chịu khó chờ vậy, tối nay bác sẽ đốt lò một lần nữa, thật nóng, nóng toát mồ hôi giấy. Hơn nữa mẹ bảo sẽ tắm cho cháu nữa kia, cháu nghe thấy chứ. Còn bây giờ thì này, cháu bắt lấy nhé. Zivago đổ thành đống trên sàn, những đồ chơi của Liveri lấy từ trong gian kho lạnh giá ra. Cái còn nguyên vẹn, cái thì bẻ gãy, những viên gạch nhỏ xíu, những khối hộp những toa tàu và đầu máy xe lửa. Những màu các tông có đánh số, vẽ hình trong từng ô vuông để chơi cờ. Katenka tự ái như một người lớn. Sao bác làm thế? Bác Yuri. Tất cả những cái này không phải là của cháu. Với lại, đấy là đồ chơi cho con đít. Còn cháu, cháu đã lớn rồi. Nói thế, nhưng lát sau nó đã ngồi chễm trệ giữa tấm thảm và trong tay nó các tủ đồ chơi đủ loại đều biến thành vật liệu xây dựng để nó cất cho con búp bê Dina mang từ thành phố đến đây một cái nhà còn vững vàng và có lý hơn cả nơi trú ẩn tạm bỡ và xa lạ mà người ta lôi đó tới. Đúng là cái bản năng tề xa đội trợ cái điểm say mê bất tận đối với tổ ấm và sự ngăn nắp. Lara từ trong bếp quan sát trò chơi của Katenka và nhận xét. Trẻ con thẳng thắn không hề e ngại và hổ thẹn trước sự thật còn người lớn chúng ta vì sợ tỏ ra lạc hậu nên sẵn sàng bán rẻ cái quý nhất cứ khen ngợi những điều đáng ghét và phụ họa theo những cái khó hiểu thế cái chậu rồi zhivago từ phòng ngoài tối om xách cái chậu vào ngắt lời lara đúng là nó không ở chỗ của nó nó lăn lóc ở giữa sàn chỗ trần bị rột chắc từ hồi mùa thu Bữa ăn trưa được nấu luôn cho ba ngày bằng số thực phẩm họ mang theo vừa bắt đầu dùng đến. Lara dọn ra những món chưa từng thấy. Súp khoai và thịt cừu chiên với khoai. Katenka ngon miệng và cứ ăn tì tì, vừa ăn vừa cười đùa. Sau đó no nê và mệt nhoài vì hơi ấm, nó chùm tấm khăn của mẹ mà ngủ say sưa trên đi văn. Lara vừa xong chuyện bếp núc, nàng mệt mỏi, toát mồ hôi và cũng buồn ngủ díp mắt như con gái hài lòng vì ấn tượng do bữa ăn mà nàng vất vả chuẩn bị đã đem lại. Nàng không vội thu dọn bát đĩa, ngồi ghé xuống nghỉ một lát. Biết chắc bé Katenka đã ngủ, nàng tì ngược vào bàn, tựa cằm vào bàn tay, nói. Em không tiếc sức lực và sẽ tìm thấy hạnh phúc ở đó, chỉ cần biết rằng việc ấy không uổng công quá mà dẫn tới một mục đích nhất định. Anh phải luôn luôn nhắc nhở em rằng chúng mình đến đây là để được ở bên nhau. Anh hãy khích lệ em và đừng để em nghĩ lại. Bởi vì nghiêm túc mà nói, nếu tỉnh táo nhìn nhận, thì chúng mình đang làm gì vậy? Điều gì đang xảy đến với chúng mình? Đột nhập vào nhà người khác, phá cửa mà vào ở. Và cứ luôn luôn tất tả vội vã để khỏi thấy rằng nó không phải là cuộc sống thật, mà chỉ là dàn dựng một vở kịch. Không phải việc làm nghiêm túc, mà chỉ là giả vờ như trẻ con vẫn nói. Một vở kịch dối, làm trò vui cho thiên hạ. Nhưng thiên thần của anh ơi, chính em đã nằn nì đòi đến đây kia mà. Em thử nhớ lại xem, có phải anh đã phản đối mãi việc này hay không? Đúng thế, em không dám cãi, nhưng như thế này là em có lỗi. Anh, anh có thể lưỡng lự cân nhắc đắn đo, còn đối với em thì tất cả đều phải nhất quán và hợp lý. Ta đã vào nhà cũ của anh, anh đã nhìn thấy giường của con anh, và anh đã đau đớn, suýt nữa thì ngã xuống đất cất đi. Anh có quyền làm như vậy, còn em không được phép để như thế nỗi lo lắng cho katenka các ý nghĩ về tương lai phải lùi bước trước tình yêu của em đối với anh lara yêu dấu thiên thần của anh bình tĩnh lại nào nghĩ lại từ bỏ quyết định là việc làm không bao giờ muộn cả anh chẳng đã khuyên em nên có thái độ nghiêm túc hơn trước lời đề nghị của komarovsky đó sao ta có ngựa kia nếu em muốn ngày mai ta sẽ phóng về uratin komarovsky chưa đi khỏi thành phố đâu Chúng mình ngồi trên xe đã nhìn thấy hắn đi dưới đường, mà hắn thì theo anh nghĩ không trông thấy chúng ta. Ta sẽ kiếm được hắn thôi. Em hầu như chưa nói gì mà trong giọng nói của anh đã có vẻ khó chịu rồi. Nhưng anh thử nói xem, em không có lý hay sao? Trốn tránh theo kiểu hú họa, ít chắc chắn như thế này thì ta có thể thực hiện ở ngay Euratin. Còn nếu đã định tìm cách cứu mình thì phải suy tính kỹ lưỡng theo một kế hoạch chu đáo. Suy cho cùng, giống như lời đề nghị của Kovarovsky, một kẻ tuy đáng ghê tầm thật đấy, nhưng thông thạo và tỉnh táo. Chính ở đây, em chưa biết ra sao, nhưng lại kề bên nguy hiểm hơn bất cứ một nơi nào khác. Một chốn đồng không mông quạnh, chống trải tứ bề. Mà ta thì hoàn toàn đơn độc. Rồi ban đêm có bị bão tuyết vùi lấp, thì sáng ra không tự đào bới mà chui thoát được đâu. Hoặc giả cái vị khách bí mật vẫn ở ngôi nhà này đột nhiên trở về, lại là một tên cướp và hắn sẽ cắt cổ chúng mình anh có lấy một thứ vũ khí nào không đã không có anh thấy chưa em thấy sợ cái tính vô tư mà anh đang truyền sang cho em nó đang khiến em lo nghĩ lung tung cả lên nhưng nếu vậy thì em muốn gì em ra lệnh cho anh phải làm thế nào đây chính em cũng chưa biết trả lời anh ra sao anh hãy luôn luôn bắt em phải vâng lời anh hãy thường xuyên nhắc nhở em rằng em là nô lệ của anh yêu anh mù quáng và không phải lý luận gì hết ồ em nói với anh điều này nhé những người thân của chúng ta của anh và của em tốt đẹp hơn chúng ta cả ngàn lần nhưng phải chăng vấn đề là ở chỗ đó tặng phẩm tình yêu cũng như bất kỳ tặng phẩm nào khác nó có thể rất lớn lao nhưng nó sẽ không thể hiện ra nếu thiếu sự ban phúc hai đứa mình đúng là đã được dạy cách hôn nhau ở trên trời rồi sau đó được phái xuống trần gian từ tuổi thơ ấu để sống cùng thời với nhau để thử thách và kiểm tra các tặng phẩm tình yêu kia, một thứ hào quang chung sống, không phương diện, không mức độ cao thấp, một thứ ngang giá trị hoàn toàn, tất cả đều đem lại niềm vui, tất cả đều hóa thành tâm hồn. Nhưng trong sự âu yếm hoang dại, luôn rình rập từng phút ấy, có một cái gì đó ngỗ ngược theo kiểu trẻ con, bị cấm đoán. Đó là một thứ bản năng tự phát, có sức phá hoại, đối lập với sự bình yên trong gia đình bổn phận của em là phải biết sợ nó và không được tin cậy nó. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ Sivago của nhà văn nga Boris Pasternak qua bản dịch của Lê Khánh Trường. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radio việt nam.vn. Thân ái chào tạm biệt.